chùa Wat Jasangwaram, được người dân địa phương gọi là Wat Jan, cách trung tâm Pattaya khoảng 30 phút lái xe. Chùa Wat Jasangwaram được xây dựng vào năm 1976 và mặc dù tương đối hiện đại nhưng đây là một trong những ngôi chùa quan trọng nhất ở khu vực Pattaya vì nó nằm dưới sự bảo trợ của hoàng gia. Nhiều tòa nhà và khu vườn của Wat Jan có diện tích khoảng 146 mẫu Anh. Ngôi chùa được dành riêng cho tổ sư tối cao Somdet Prajansa Won. Chùa Wat Jan Sangwaram chứa nhiều di tích Phật giáo vô giá được cho là của Đức Phật và các đệ tử của Ngài và một bản sao dấu chân của Đức Phật. Như với tất cả các ngôi chùa ấn tượng khác của Thái Lan, ngôi đền này cho du khách cái nhìn sâu sắc không chỉ với những thiết kế kiến trúc cổ truyền của người Thái mà còn làm cho du khách hiểu được các giá trị xã hội bên trong đó. Ngôi chùa này được xây dựng dành riêng cho vua Rubisimbol Amsurai vào năm 1988 để kỷ niệm triều đại năm thứ 42 của ông. Bên trong chùa có trưng bày các pho tượng sáp tạc các vị chân tu của Thái Lan. Các bức tượng sáp này tạc giống hệt người thật ngoài đời và phong thái rất có hồn. Đây là một quần thể các ngôi chùa và các tháp lớn nổi tiếng ở khu vực Pattaya. Ngoài chùa tháp Wat Jan Sangwaram thì ở đây còn có các đền. Các đền và các tiểu khu thờ phượng khác như Maha Chaki Kipat Pagoda Temple, chùa Wat Jan Nasangwaram. Đây là một quần thể tín ngưỡng tâm linh rất nổi tiếng và linh thiêng ở khu vực Pattaya, Thái Lan. We'll be right back.